Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Giới thiệu với quý vị và các bạn, kênh Yêu Cây đang có mặt tại làng Sông Trăng, Kiến Thụy, Hải Phòng. Và hiện tại đang kênh Yêu Cây đang có mặt tại vườn số 2 của anh Phạm Thùy. Hiện tại ở đây đang nhà vườn đang có đang đón 3 tác phẩm ruối từ Phú Yên về với vườn. Kênh Yêu Cây sẽ review 3 tác phẩm này truyền tải tới quý vị và các bạn ngắm xem là những cái nguồn nguyên liệu anh Phạm Thùy lựa chọn để về mình tạo tác nó như thế nào quý vị nhá. Và chúc mừng anh em ở trong làng ruối, và anh Thùy đang cũng rất là yêu ruối quý vị ạ. Em chào anh Mạnh nhá. Chào. Đây giới thiệu với khán giả kênh Yêu Cây. Vâng, giới thiệu với quý vị và các bạn, anh Mạnh là đệ tử của thầy Thùy. Anh ơi, hôm nay mình đón mấy tác phẩm đây anh? Anh thì hôm nay trước thì thầy trò có vào Phú Yên mua 2 cây ở Phú Yên và 1 cây ở Bình Định. Vâng. Nay mang 13 cây với một cái phôi để về dâm mủ. Cây đây là tác phẩm của người ta. Cũng tương đối hoàn thiện về các thầy làm nguyên liệu để tiếp tục tạo tác. Cây này là hôm trước là thầy vào thầy chỉnh bông giúp. À. Là một Phật tử của thầy đi theo thì có thích thì người ta nhượng lại cho. Vâng. Cái bông này là bông này là thầy cũng là trực tiếp thầy điều chỉnh đúng không anh? Điều chỉnh trước người ta làm rồi. Thầy hôm trước là điều chỉnh tại trong Bình Định luôn. Vâng. Đấy, tất cả là nó phải có một cái nhân duyên đúng không, chứ không phải là tự nhiên mà em lại cứ tưởng anh với thầy mua qua mạng. Không. Trước là vào đây quý vị ơi, đây là mà cây suối rất nhiều thân và có cái độ dị rất cao, nhưng mà phải nói là nếu mà để mà thành khung của cây này thì phải nói là rất khó quý vị ạ, để khung đẹp. Nhưng mà đây là hôm trước là thầy vào là điều chỉnh một lần đúng không? Điều chỉnh một lần và các đệ tử của thầy thích thì thầy cũng quyết định là chuyển về vườn để tiếp tục tạo tác. Hy vọng đây sẽ là một cây này mà phân chéo đây thì nó như là một thân. Thế nào anh? Cái cây này. À. Nếu mà mình mà quay nó chéo ở góc độ này. Nó lại như là một thân để tí nữa em xuống đi em phải. À đây đúng, đây quý vị ơi. Đây là góc nhìn anh Mạnh hay quá. Vì là em vừa mới xuống xe nên em thì đâm thẳng máy vào nên là cũng chưa có nhiều cái góc độ nhìn sâu. Nhìn bên này đúng là như cây một thân quý vị ạ. Quá đẹp. Đây quý vị, để em quay cái cảnh này nhé quý vị nhé. Quay cảnh này. Từ vị trí này chúng ta nhìn như cây một thân quý vị ạ. Nếu mà không được anh Mạnh mách thì chắc cây nhiều cây cũng không phát hiện ra được cái nét này. Và chuyển hóa này. Và đây chúng ta tiếp tục ngắm cây thứ hai. Hôm nay về vườn của anh Phạm Thùy. Cây ruối rất bề thế và đẹp. Cây đang ở trên xe. Có lẽ chúng ta sẽ ngắm ngắm được cái bóng dáng trước. Anh Mạnh ơi, cái tay bông này có phải do cái khung này do thầy vào à? Hay là không đúng không? Thì em nhìn là nó không phải kiểu vào bông của anh Thùy. Được.
là mấy thân anh? Nó là cái ngọn. À cái ngọn. Ừ. Nhưng mà trông cái bệ nó đẹp nhỉ? Ừ. Bên này tháo ra thì bệ nó đẹp, nó ngọn nhưng mà nó có bệ. Này là cái ngọn. À, chút nữa xuống thì chúng ta sẽ ngắm kỹ hơn. Và đây sau khi chúng ta hạ xong 3 cây thì chúng ta lại được giao lưu với anh Thùy. Em chào anh ạ. À, chào Thọ, chào quý vị khán giả. Anh ơi, em trước tiên em xin chúc mừng anh, chúc mừng vườn. Chúng ta vừa đón được 3 cái sản phẩm cây dúi về với nhà vườn để làm cái sản phẩm đầu tiên để anh tạo tác ra tác phẩm. Em xin chúc mừng anh. À, cảm ơn. Và anh ơi, khi mà nhân tiện hôm nay buổi đón cây về vườn thì em cũng có một câu hỏi của khán giả yêu cây muốn gửi đến anh Thùy và rất mong muốn anh giải đáp, và đặc biệt là trên cái sản phẩm này luôn. Rồi. Đó là cái lý do tại sao anh lại, bây giờ mình cụ thể luôn anh nhé. Ừ. Cụ thể lý do tại sao anh lại lựa chọn 3 cái sản phẩm này để làm cái nguyên liệu đầu vào để anh tạo tác. Thứ nhất đây nó là một cái, nếu mà một cái ngọn như thế này đấy, thì mình cho rằng cái cây của nó phải 500-600 năm. Đúng. Ừ. Đây một cái ngọn nhưng mà em thấy cái bệ nó rất là... Thì cái mà mình ngọn thì mình ít chọn lắm. Vâng. Nhưng tại sao cái ngọn này mình chọn? Là bởi vì bệ của cái này nó lại giống cây. Vâng. Ừ, thì đấy là ưu điểm mà để mình chọn. Và đặc biệt là cái dáng cây của nó kiểu dáng trực hoành. Đặc biệt là thân hoành rất dị. Ừ. À, mình rất thích cái đặc biệt này. Chứ còn đa số mình chọn cây. Vâng. Và tìm hiểu anh em ở trong Phú Yên với lại Bình Định người ta nói thì dúi ở trong cái ngọn chưa thoải mái. Vâng. Thì cái ngọn này nó có những cái điểm nó cũng lạ. Tức là có dáng trực hoành mà lại là tự nhiên. Vâng. Đúng. Đây. Là cái này không biết hàng bao nhiêu trăm năm mới có được. Nếu mà ngọn như thế này thì mình chỉ cần cắt một nhánh này đi. À, lập tức ra trực hoành ngay. Vâng. Giả lắm. Mà cái, nếu mà là trực hoành mà xong cây anh cái, với cái cách phủ bóng của anh mà xong cây em nghĩ là nó cũng rất là kỳ cây. Cái này cũng kỳ cây đấy. Vâng, kỳ cây đấy. Ừ. Nó đã có nhiều nét kỳ rồi. Vâng. Giờ mình lợp làm sao cho cái kỳ của nó đẩy lên. Đấy. Kể cả một cái thân xanh như thế này thôi thì đã khiếp. Đúng rồi. Mà đây là một cái ngọn dúi. Cái mình thấy hay là trông, nếu mà không phải dân chuyên nghiệp nhìn vào là thấy cây. Vâng. Ừ. Chính xác. Nó là một cây luôn. Nó là một cây luôn. Vâng. Nếu mà anh không nói đây là cái ngọn thì bọn em cũng không dám phát biểu đây là cái ngọn. Thì quan điểm của mình muốn nói luôn để sau này ấy, cái giá trị của nó để mọi người biết rõ nữa. Ừ. Chứ nếu cây này là cây thì có thể nói với mọi người là nó, mình chẳng đủ tầm kinh tế để mua. Anh ơi, cái mặt này cũng rất hay anh ạ. Thọ có nhất trí không? Nhất trí luôn. Nếu cái này là cây. Nếu mà một không cái tầm về kinh tế để anh đủ mua hay không thì em không bàn đến. Nhưng mà nó sẽ rất nhiều tiền. Đấy, còn cái tầm tiền của anh thì em không nắm được. Đấy, nhưng mà nó sẽ rất nhiều tiền. Nhưng cái đây này anh nhìn cái mặt này. Chính mặt thì này thì em mới thấy là cái bệ nó chuẩn. Ừ. Cái bệ chuẩn đúng không anh? Ừ. Đúng là một cái cây luôn. Đúng là cây. Vâng. Giả trắng nhỉ. Hôm anh vào trong đấy là nhầm nó là cây. À nhầm nó là cây ạ. Nhưng mà dân trong đấy người ta thật thà. Vâng. Như đây nhìn như đây còn nhà đá đây này. Phần nhà đá này.
xong người ta đưa, người ta đặt, người ta lấy lại cái phần đúng chuẩn như là một hình cây. Có lẽ là hình cây. Là bên này là mặt phải. Chính xác cái bên này em có vẻ thấy nếu là cái cây thì cái chỗ này đã khiếp lắm rồi. Mà mẹ mở một kia mà nó là cái ngọn thì nó bao nhiêu năm. Chắc sợ anh em mình không xác định được. Không xác định được. Chính xác là cái cầu. Thì nó, thì nó rõ ràng hơn về rõ ràng rành mạch mà nó cũng có những cái nét đẹp. Nhìn nó đủ bệ. Không, nó hay đấy. Bệ đẹp. Mặt nó hay đấy. Mặt này hay. Mặt này hay. Mày quá anh già mặt này. Xem. Thế anh chúc mừng anh em mình sang đến đến cái sản phẩm thứ hai mà anh Thùy lựa chọn để về tạo tác. Thế còn cái này thì mình nhìn thì mình biết là ngọn ngay. Vâng. Mình thích những nét độc lạ như này. Kể cả khi mình tạo tác cũng chả tạo được những cái đường này. Đúng rồi. Nếu mà tạo tác được thì anh lại phải đánh đổi rất nhiều cái thời gian. Vâng. Tạo tác thì có thể có nghệ nhân sẽ làm được, nhưng mà chắc đánh đổi thời gian thì cũng tương đối. Họ thấy cây này thế nào? Dạ. Mình rất thích cây này. Cây này đẹp. Cây này em nghĩ nó sẽ là một cây nghệ thuật. À thì nó là cây nghệ thuật cao. Đấy. Cây này cây bên này thì anh em mình thấy được nữa, nhưng cây này cái tính nghệ thuật của nó rất cao đây. Anh ơi, nó cũng có đây, ví dụ anh vừa nói cái này đúng không? Điểm này này. Đấy. Nó rất là kỳ luôn. Rất là kỳ. Cái bệ này. Mà những cái này đúng anh nói đúng là người cũng khó làm. Mà làm thì hai chiếc túi này khác nhau đúng không anh Kỳ? Khác nhau. Khác nhau chứ. Một loại là da trắng. Đây, về mặt hình học, cái chỗ này do cái cây này nó cao thì người ta lại làm đơn thuần như thế này, nhưng mà mình thì mình lưng lên ngay, lưng lên đến đây rồi vòng vào đây rồi mới ra. Vâng. Để cắt đôi này nè, làm ngắn hơn ạ. Dưới dâm toàn cát vàng sống. Toàn cát thôi. Cái cây này nó nghệ thuật lắm. Đây này. Đấy, nếu cái nét treo đúng mà là nghệ thuật thì kia. Hai con kia nó ngoái nhau. Nhìn thấy chưa? Đây. Ôi trời. Đây đúng anh? Đúng. Đúng cái khung hình này. Đúng khung hình đấy. Vâng. Mà nó lại có cái nét kỳ ở dưới này anh này. Nó treo này. Nó treo. Hai con à đây này. Hai con ngoái nhau hay. Anh ơi, nếu mà nét treo là cả cái phiến bên này treo phiến này. Đó. Mình thấy là cái này chỉ có thiên nhiên mới có nữa. Thế mà dạ gì mà không chơi đúng không? Ừ. Nếu một cái cốt xanh Nam Điền như này chắc quá nhiều tỷ rồi. Đúng rồi. Đấy là một cái khái niệm mình cần phải tư duy đấy thọ. Cần phải tư duy đúng không? Ừ. Nhưng mà chính xác thị trường bây giờ nó là thế đấy anh. Ừ. Mà chính xác thế mình nói theo thị trường đấy. Ừ. Cần phải tư duy. Vâng, và chúng ta sẽ sang anh em mình ra ngắm cái cây thứ ba vừa mới lại được đón về vườn. Đây giới thiệu quý vị và các bạn, đây là vườn số 2 của anh Thùy nhé. Theo kênh yêu cây là tự mặc định thôi vì anh Thùy cũng chưa đánh số. Đấy. Đây là cái đây thì cây rồi. Đây là cây thứ ba. Ừ. Trong cái Cây này thì gần hoàn thiện rồi. Vâng. Thì cái này mình chỉ xếp lại bóng. Vâng. Hình như là cái cây này là có sự tác động của anh rồi đúng không? Mình làm mấy đường. Vâng. Mình bẻ mấy đường ở trong đấy. À. Tức là khi anh vào anh nhìn cái cây là anh làm cây cho người ta xong là anh mua luôn. Anh có thể chia sẻ đúng không em, cây này một vài nét mà anh thích ấy. Cái mà mình thích đó là cả 1, 2, 3, 4, 5 cái thân này. Nó là một thân. Nó là một thân. Tức là một khối hình. Vâng. Xong chạy ra đây. Hai cái hình này nữa. Đây. Thì lai mai là mình sẽ làm cái chỗ này này không phải như này. Cao này. Bay ra. Dựng ngược cái này lên. Lên đến đây bay ra. Cái kia kéo xuống nữa. Vâng.
thế là nó trở thành một cái tam giác lệ. Tổng hòa, vẫn là một cái khối đó. Một khối. Tổng hòa một khối. Ừ. Nhưng nhìn thân thì được chia rất là kỳ. Đó. Thì nó kỳ. Tự nhiên mà. Vâng. À. Nó tự nhiên. Cái này thì là cây là ngọn. Cây. Thì chắc chắn là cây rồi. Còn cái cây kia không biết thì đa số nhầm là cây cái vâng, kia. Đúng. Ừ. Vì cái lúc trước khi gặp anh thì em đã quay cây ở trên xe thì em nói là đây là cây. À. Vâng, nhưng anh Mạnh đã đính chính là đây là cái ngọn em ạ. Nhưng người ta đang dâm vài năm rồi. Ừ, trong đấy họ vâng, có cái hay là họ nói thật. Vâng. Thì tuy là cùng một đất nước nhưng mà mình những cái đấy mình phải học. Dạ. Ừ. Để nó rõ ràng. Ừ. Để nó rõ ràng. Không thì nó không hay lắm trong văn hóa đâu. Dạ. Đợt này vườn anh vẽ nhiều ruối đấy nhỉ? Nhiều ấy. Nhiều. Trước, lần trước nói vậy thôi nhưng về sau mới đếm là gần 50 cây. Gần 50 cây ruối? Gần 50 cây ruối. Vâng. Ừ. Thế thì nhiều lắm quý vị ạ. Anh em mình, anh ở đây anh dành cho em khoảng 2 phút để anh em mình xem lại cái cây. Anh à, nhớ cây ruối mà cái... em đã rất kỳ công để quay. Rồi. Một thì ngày hôm nay nó hiện hữu như thế nào? Anh em mình cùng xem. Đây. Cây bên, này thì bên này thì mới đứng được anh ạ. Cây này thì mê. Đây để em bỏ cái cây này ra xem. Đây. Đây quý vị ơi, đây là cây hôm trước ở kênh Yêu Cây đã làm rất kỹ về cây này rồi và anh Thùy chia sẻ rất kỹ rồi. Hôm nay chúng ta chỉ ngắm lại thôi. Sau khi các cái mầm lá bung và nó đã chuyển về cái vị trí tự nhiên của nó. Cây này thì rất mê, nhiều người mê luôn. Vâng. Ừ. Cây này mà đặt về vườn em thì hợp lý hơn. À, hợp lý. Hợp lý hơn. Để đấy này thôi khi có không gian trồng nó hoành tráng lắm. Cái cây này mà em nghĩ là để về vườn em chắc là nhất khu. Nhất ngay. Chính xác. Nhất ngay vào luôn. Khả năng là sang năm phải bàn với anh để đưa về. Hôm nọ đưa về Long Biên chơi thôi. Hôm nọ đội ở Nam Định già dân Nam Định đội Xuân Mai Eco. Vâng. Già cái nhìn mê ngay. Mê ngay đúng. Kể cả cái lúc anh vừa vặn xong em quay từ trên dưới từ chéo quay chéo tất cả các loại. Nó đã phê lắm rồi. Ừ. Đấy hôm nay thì nó... Đây quý vị nhìn hôm nay... Chắc cách đây được tháng chứ anh nhỉ? Tháng thế nhỉ? Thôi. Tháng. Cây này nó có tiếng. Bây giờ anh đi đâu nhiều người đã biết cây này. Vâng. Ừ. Vâng. Người ta đã hỏi rồi. Vâng. À, đẹp. Anh ơi em xin chúc mừng anh, chúc mừng nhà vườn. Cảm ơn anh đã bớt chút thời gian giao lưu với cộng đồng yêu cây ạ. À, cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo.